vicino. Ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Một nghiên cứu tiến hành tại Đại học Michigan cho thấy rằng chỉ cần khoảng 10 phút mỗi ngày để nói chuyện, trao đổi với mọi người xung quanh cũng có thể làm cho bộ não của bạn trở nên linh hoạt hơn. Không cần phải đi ra ngoài và giao tiếp trực tiếp, nói chuyện trên điện thoại cũng kích thích não. Ăn nhiều đồ ngọt. Theo nghiên cứu, lượng đường lớn ảnh hưởng tiêu cực đến các yếu tố thần kinh của não. Bên cạnh đó, có quá nhiều đường trong cơ thể sẽ làm gián đoạn sự hấp thu protein và các chất dinh dưỡng, gây suy dinh dưỡng và có thể cản trở sự phát triển của não. Không tập thể dục thường xuyên cho não. Theo các nhà khoa học, đỉnh điểm của năng suất não làm việc lớn nhất là từ 16 đến 25 năm. Sau đó, nó từ từ sụt giảm. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu cho biết, tập thể dục thường xuyên cho não như đọc, giải các câu đố có thể cải thiện đầu óc, giúp não linh hoạt hơn. Bỏ bữa ăn sáng. Bỏ qua bữa sáng khiến cơ thể trong trạng thái căng thẳng kéo dài sẽ dẫn tới phá vỡ quá trình trao đổi chất. Não không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng vào buổi sáng sẽ dẫn đến tình trạng thoái hóa não. Ngoài ra, bỏ bữa ăn sáng cũng sẽ làm giảm mức đường huyết, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của não. Thức ăn vặt. Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe và cả não bộ. Nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự liên kết giữa các tế bào não. Ngoài ra, có nghiên cứu cho rằng ăn quá nhiều thức ăn nhanh còn có thể gây trầm cảm. Ăn đồ lạnh. Bất cứ thức ăn lạnh nào, kể cả kem, đều có thể gây đau đầu đột ngột. Người ta tin rằng thực phẩm lạnh làm hẹp mạch máu, cơ thể sẽ cố gắng ngăn ngừa tình trạng hạ nhiệt đột ngột, truyền máu ấm lên não và do đó làm giãn mạch máu. Điện thoại di động. Nhiều nghiên cứu cho thấy các loại sóng điện từ âm thầm tác động đến não, lâu ngày có thể gây tổn thương không thể phục hồi, ung thư. Thời gian tiếp xúc càng thường xuyên và càng dài thì càng tổn thất lớn. Họ khuyến khích sử dụng tai nghe hoặc loa ngoài, đồng thời không áp sát điện thoại vào tai, đặc biệt là khi đang sạc hoặc di chuyển trên đường cao tốc. Trùm kín đầu trong lúc ngủ. Trùm kín đầu trong lúc ngủ vô tình làm giảm lượng oxy xâm nhập vào cơ thể. Điều này tạo ra sự thiếu oxy cho não của chúng ta. Mất nước. Như bạn đã biết, não của con người là 70-80% nước. Nước có vai trò quan trọng để cơ thể thực hiện nhiều chức năng. Chính vì thế, nếu bạn uống ít nước sẽ gây tổn hại não. Rượu. Theo các nhà nghiên cứu, rượu phá hủy các kết nối giữa các tế bào não, gây khó khăn trong việc đi lại, mờ mắt, nói lắp, bộ nhớ bị suy giảm. Hút thuốc. Nhiều người hút thuốc xong cảm thấy tỉnh táo ra, nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác đánh lừa bạn. Chất độc từ thuốc theo đường máu đi thẳng lên não, gây độc cho tế bào não, làm giảm chỉ số IQ và khả năng ghi nhớ. Cũng có nghiên cứu cho thấy hút thuốc khiến vỏ não mỏng đi, đồng thời cũng cản trở quá trình tuần hoàn máu tới não. Nếu bạn không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc thì cũng có tác hại tương tự. Không thường xuyên tập thể dục. Các nhà khoa học đã chứng minh tập thể dục thường xuyên làm tăng lưu thông máu và cung cấp oxy cho não, qua đó giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Lối sống ít vận động đồng nghĩa với việc sở hữu một trí nhớ kém. Nếu thực sự bạn không có thời gian hoặc không muốn tập thể dục, thì hãy thử ngồi thiền, luyện tập khí công. Các phương pháp này đã được chứng minh là có thể giúp giải tỏa stress, tăng cường phục hồi các chức năng cho não bộ. Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Hóa ra ăn kiêng không chỉ để giảm cân, mà sự linh hoạt của não cũng theo đó mà giảm xuống. Vì vậy, đừng nên thực hiện chế độ ăn uống quá khắt khe và nghiêm ngặt. Hãy ăn uống đủ chất để duy trì hoạt động não bộ.
Bộ não là phần quan trọng nhất, giúp kiểm soát hành động và phản xạ của cơ thể. Do vậy, đối với việc bảo vệ sức khỏe não, chớ nên lơ là. Bạn phải từ bỏ những thói quen hàng ngày có thể gây ra tổn hại nặng nề cho não bộ của bạn và hướng đến những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Rửa máy xay dễ dàng. Cách đơn giản nhất để rửa trục máy xay là ngâm nó trong một bình chứa đầy nước ấm và thêm một vài giọt chất tẩy rửa. Sau đó ấn nút on và giữ nó trong 20 giây. Rửa sạch lại bằng nước và quên hết mọi thứ về việc thực phẩm còn dính lại trong những góc kẹt. Rửa lò vi sóng. Thật đáng ngạc nhiên, bạn có thể làm cho lò vi sóng sáng bóng chỉ với khăn ướt. Lấy 5-7 miếng khăn giấy ướt hoặc khăn tắm đã thấm nước và đun nóng chúng trong lò vi sóng trong 3-5 phút. Hơi nước sẽ giúp làm vết bẩn dễ bong ra. Sau khi khăn nguội, bạn có thể sử dụng chúng để lau sạch các vết bẩn. Loại bỏ mùi khó chịu từ lò vi sóng. Lò vi sóng bây giờ đã được làm sạch hoàn toàn, nhưng còn mùi khó chịu thì sao? Đổ một cốc nước, thêm một nửa ly nước chanh, đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng từ 3-5 phút. Để nó ở lại đó 10 phút sau khi tắt lò và những mùi khó chịu sẽ không còn nữa. Cho bình cà phê cơ hội thứ hai. Đừng vội vàng bỏ bình cà phê cũ của bạn chỉ vì nó bẩn. Trong thực tế, chúng rất dễ dàng để rửa sạch. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ đầy đá vào bình, sau đó cắt chanh làm 4 và vắt vào. Thêm 2 muỗng canh muối và khuấy trong 2 phút. Sau đó, bạn sẽ chỉ phải rửa bình đựng cà phê dưới vòi nước và những vết bẩn cũng không còn nữa. Rửa chảo gang. Để loại bỏ vết cháy xém trên một chảo gang, đừng dùng chất tẩy lỏng hoặc tẩy cọ. Hãy sử dụng khăn giấy để chàm muối vào chảo và rửa sạch. Sau đó khôi phục lại lớp vỏ chống dính bằng cách đổ một ít dầu thực vật vào đó. Thủ thuật xay cà phê. Thông thường nếu đã dùng máy để xay cà phê thì không nên dùng để xay những loại gia vị khác vì nó sẽ ám mùi vào cà phê của bạn. Tuy nhiên, nếu đã lỡ xay, bạn có thể cho gạo nguyên cám vào trong máy để gạo tự xử lý mùi. Làm sạch dao bào format. Mỗi lần bào format là lại khổ sở với những mảnh vụn mắc lại trong lưới dao. Bạn có thể dễ dàng làm sạch nó với một chiếc bàn chải. Lông bàn chải dễ dàng đẩy lùi bất kỳ thực phẩm nào bị mắc kẹt. Rửa thùng rác. Thùng rác là khu vực cần được chú ý. Để làm sạch và khử mùi, đổ đá đầy thùng rác và thêm giấm vào. Khi đá tan, hãy rửa lại dưới vòi nước. Loại bỏ vết bẩn cà phê trên ly sứ. Bộ ly sứ yêu thích của bạn sẽ được sạch như mới nếu bạn chà xát một hỗn hợp 1:1 của giấm và muối lên các vết bẩn cà phê trên đó. Sức mạnh của miếng bọt biển. Để làm sạch những nơi khó tiếp cận, hãy sử dụng một miếng bọt biển cắt đôi.